Xin được chào mừng các bạn đã đến với kẹo dâu.net. Để nghe phiên bản đầy đủ dài 7 tiếng của audiobook này, các bạn hãy truy cập vào đường link được đặt ở phần mô tả video hoặc dưới phần bình luận nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bài thực hành số 32. Trân trọng những gì đang có. Đừng đặt tâm trí vào những thứ người không sở hữu như thể chúng thuộc về mình. Thay vào đó, hãy đếm những phước lành người đang có trong tay và nghĩ xem nếu những thứ đó không còn là của mình thì ngươi sẽ khao khát chúng đến thế nào. Nhưng hãy cẩn thận, đừng để bản thân bám chấp vào chúng đến mức sẽ thấy bồn chồn nếu những điều may mắn đó không còn. Câu trích dẫn từ Marcus Aurelius. Trong những lúc gặp khó khăn, việc nhắc nhở bản thân về những gì chúng ta đang có sẽ rất hữu ích. Bởi vì chúng ta quên rằng chúng ta đã may mắn như thế nào và cuộc sống đã đối xử tốt với mình ra sao. Hãy biết ơn những gì bạn có, ngay cả khi đang đối mặt với nghịch cảnh. Marcus nhắc nhở chúng ta 3 điều. Đầu tiên, những thứ vật chất không quan trọng, đừng tích trữ những thứ đó. Thứ hai, hãy biết ơn tất cả những gì bạn có. Thứ ba, hãy cẩn thận để không bám chấp vào những thứ đó. Sao phải quan tâm những gì người khác sở hữu? Bạn có thể tự quyết định điều gì thực sự quan trọng và điều gì không quan trọng. Hãy tập trung vào bản thân, nhận thức cuộc sống đã hào phóng với bạn như thế nào. Bạn không cần nhiều hơn, bạn cần ít hơn, và bạn sẽ tự do hơn. Càng sở hữu nhiều thì càng có nhiều thứ để mất. Hãy biết ơn những gì bạn có, trân trọng những điều đó, và tìm cách tận dụng những gì bạn có. Dưới đây là luật thần được Epictetus chia sẻ. Vậy luật thần là gì? Tập trung vào cái của mình. Không phải đòi cái thuộc về người khác, mà sử dụng những gì được ban cho và không thèm muốn những thứ đó nếu chúng bị lấy đi. Và một khi không còn được sở hữu chúng, thì hãy sẵn sàng từ bỏ chúng, đồng thời hãy cảm thấy biết ơn vì khoảng thời gian được sở hữu những gì từng thuộc về mình. Đừng mong cầu những gì mình không có, mà hãy trân trọng những gì mình đang có. Luôn sẵn sàng trao trả tất cả những gì được ban tặng và hãy biết ơn về khoảng thời gian được sở hữu những gì từng là của mình. Luật này rất đơn giản, hãy luôn ghi nhớ nó. Seneca có cùng quan điểm rằng những phước lành lớn nhất của nhân loại nằm trong chúng ta. Một người khôn ngoan bằng lòng với những gì mình có bất kể nó là điều gì và không mong cầu những gì mình không có. Hãy luôn giữ thái độ biết ơn như vậy đối với tất cả những gì chúng ta đang và sẽ sở hữu. Hãy biết ơn mỗi ngày. Cách dễ nhất là viết ra những điều làm bạn cảm thấy như vậy. Hãy thêm điều đó vào thói quen buổi sáng của bạn khi bạn lặp lại những lời của Marcus. Khi thức dậy buổi sáng, hãy nghĩ về một đặc ân quý giá của chúng ta là được sống, được hít thở, suy nghĩ, tận hưởng và yêu thương. Nhưng hãy nhớ, đừng bám víu vào những thứ đó. Chúng được vay mượn từ thiên nhiên và có thể bị lấy đi trong tích tắc. Đến đây, xin được chúc mừng bạn vì đã hoàn thành bài thực hành số 32. Xin được gửi lời cảm ơn các bạn vì đã đồng hành cùng cộng đồng kẹo dâu.net. Để nghe phiên bản đầy đủ của audiobook dài tổng cộng 7 tiếng này, các bạn hãy vào fanpage hoặc kênh YouTube Trở Lại Làm Người. Phiên bản đầy đủ và từng phần của cuốn audiobook này, định dạng PDF để in sách, định dạng EPUB và Mobi để đọc trên ebook reader, cũng như các nội dung khác về Stoic sẽ được upload lên website kẹo dâu.net trong tháng 8 năm nay. Bật mí với các bạn một chút nhé. Kẹo dâu.net đã có hơn 60 video khác về Stoicism đã được viết sắp rồi đấy. Chúc các bạn sớm lĩnh ngộ được những điều hay lẽ phải trong cuộc sống khi đồng hành cùng kẹo dâu.net của chúng tôi nha. Một lần nữa, xin cảm ơn các bạn rất nhiều.